mẫu men công suất Rail Modern CTS 8002. Đây là dòng men công suất chuyên nghiệp của thương hiệu Rail nổi tiếng đến từ Mỹ, nhưng em còn gọi là cục đẩy công suất Rail. Với men công suất Rail Modern 8002, máy lên đến 8 cm, anh em có thể chơi được ở chế độ rewind 4 kênh. Mỗi kênh hóa ra là 400W trên 1 kênh. Đây là dòng Professional cao cấp của thương hiệu Rail đến từ Mỹ. Đây là phần nội thất của chiếc máy này. Máy được thiết kế dày đặc linh kiện với 8 channel được bố trí độc lập bởi 8 module. Nguồn điện tử hay còn gọi là nguồn switch in, nguồn xung. Rail Modern CTS 8002. Máy được thiết kế dày đặc linh kiện với 32 sò sắt. Công suất hóa ra là 400W một kênh. Đây là giao diện phía mặt sau. Các rắc kết nối ngõ vào dạng rắc ba lăng ba chân. Các nút điều khiển ngõ vào volume. Và đây là các cầu xuất tín hiệu ngõ ra. Ở đây thì Dũng đang khai thác 2 kênh. Anh em có thể chơi thêm 2 kênh nữa với một cặp loa nữa ở đây. Trong này sử dụng điện 220V cho đến 240V, hàng Mỹ xuất châu Âu. Đây là phần tem thông số xuất xứ Made in USA, hàng Mỹ nòi xịn. Mẫu này công suất nguồn là 1950W, công suất ngõ ra là 400W trên 1 kênh. Máy này chạy 4 kênh. Rail Modern CTS 8002. Em có thể kết hợp thêm một vang số bạc để có thể hát được karaoke và nghe nhạc gia đình. Với mẫu men công suất này, anh em có thể chơi được 2 cặp loa bass 40cm, rất thoải mái. Điện 220V, rất thuận tiện khi sử dụng. Và ngày hôm nay Tín Dũng đang phối ghép men này với một cặp loa bầu 701 bản 2 lỗ hơi. Đây là mẫu loa bầu rất nổi tiếng của thương hiệu bầu đến từ Mỹ. Dòng này sử dụng 2 loa bass xúc và một loa mid, 2 loa chép. Đây là các vết sơn của Mỹ, sơn nước cái này chùi ra. 701 bản 2 lỗ hơi. Với mẫu loa này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Bass của nó uy lực rất mạnh mẽ. Đây được mệnh danh là vua bass và tiếng bass của nó rất mạnh. Hàng bãi zin với bản series trùng số đúng cặp. Loa này có mức giá 24 và chiếc men công suất này có mức giá 16. Thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa bầu 301 series 3 vỏ màu vàng hiện có tại cửa hàng. Loa này tình trạng hàng bãi zin đẹp, hàng của Mexico, mức giá 15.800.000. Anh em quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tín Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào.